Phòng khám đa khoa y khoa Hà Nội 4.0 Plus được đặt tại lô 207-208, khu dân cư phía Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Với sức mạnh đem lại sự lựa chọn hoàn hảo về chăm sóc sức khỏe người bệnh, Phòng khám đa khoa y khoa Hà Nội 4.0 Plus tự hào là đơn vị có hệ thống y tế được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại, là phòng khám đầu tiên và duy nhất tính đến nay của tỉnh Thanh Hóa sở hữu và ứng dụng Qbot Doctor trong việc thăm khám và điều trị bệnh từ xa. Qbot Doctor thuộc dòng Teleprison Robot, sản phẩm được sản xuất tại Mỹ bởi OmniLab và các hãng danh tiếng hàng đầu thế giới. Qbot Doctor tích hợp những tiện ích vượt trội: hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, pin bền bỉ, động cơ êm ái, xoay chuyển linh động, body kit vận chuyển giúp chuyển tài liệu, vật tư, đồ dùng trong phòng khám, tích hợp máy tính bảng, bổ sung các khả năng tương tác tự động, trình chiếu, điều khiển, thanh toán. Qbot Doctor được thiết kế và vận hành bởi các thiết bị y tế hiện đại, thực hiện các chức năng đo huyết áp, nhịp tim, ống nghe tim phổi, bão hòa oxy máu SpO2, camera nội soi tai mũi họng và máy đo đường huyết. Nhờ những ứng dụng ưu việt này, bệnh nhân có thể dễ dàng được thăm khám với các bác sĩ đầu ngành ở các bệnh viện tuyến trung ương ngay tại địa phương. Dù ở bất kỳ đâu, bác sĩ chuyên khoa cũng có thể nghe nhịp tim, phổi của bệnh nhân, đọc các kết quả lâm sàng, hồ sơ bệnh án, trao đổi thông tin, làm việc qua màn hình robot mà không cần có mặt trực tiếp, loại bỏ tối đa thời gian và chi phí không cần thiết. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến làn gió mới trên mọi mặt đời sống, trong đó có cả ngành y tế. Với phương châm hoạt động, thầy thuốc giỏi, công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại, 4.0 Plus tin rằng việc đi tắt đón đầu công nghệ số cùng định hướng chiến lược đúng đắn, 4.0 Plus không chỉ là địa chỉ khám bệnh uy tín mà còn là nơi mà khách hàng được chăm sóc và trải nghiệm những dịch vụ hoàn hảo nhất. Phòng khám đa khoa y khoa Hà Nội 4.0 Plus, địa chỉ lô 207-208, khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Hotline 098 345 4040.